Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Osen Network. Claim 250 token có kiểu là Osen nha bạn. Thì con này trong chương trình bán hàng free sale nó sẽ list sàn Pancake Swap vào ngày 18 tháng 7 với giá là 0.01, dự kiến là 0.01 đô cho đến 0.5 đô cho một token nha bạn. Và nó sẽ list tiếp tục lên sàn MC nha bạn. MC chain mình rất thích cái sàn MC các bạn. Để các em được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video của mình, các bạn chọn vào mục đáp nè. Nhận dự án các em thế này lỗ lã vậy các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ đi nè. Rồi các bạn chỉ việc bấm vào claim airdrop thôi bạn. Các bạn nào có khả năng thì mua tôi cần free sale giá 0.01 BNB max là 15 BNB nha các bạn. BNB rồi bạn bấm claim airdrop free thôi các bạn. Bấm kết nối nè. Rồi các bạn, mình sẽ tốn phí gas là 0.0056 USDT của BNB của khoảng 0.2 đô các bạn. Các bạn chấp thuận được các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận chút xíu các bạn. Để mình qua mình coi hiện tại trên nó cũng có tờ Twitter khá là cộng đồng khá cũng 1000 mấy người theo dõi nha các bạn. Dự án của nó các bạn, Osen nè. Mình thấy kèo này cũng được á. Rồi, để mình copy con chắc rồi. Cứ claim có dự án claim bỏ đại đi nha các bạn. Đi đâu vô 1-2 kèo nhảy giá khơi khơi sao 1-2 đô gì một cặn cái đổi đời luôn các bạn. Rồi và bấm vào Osen nha các bạn. Ok, mình đã về được 250 token Osen nha các bạn. Hiện tại con này tổng cung cũng 1 triệu, một ngàn, có 1 tỷ tốc cần các bạn. Copy cũng sắc lắm nè. Rồi các bạn mở trình diện chiếc chocolate mình ra, các bạn dán vào các bạn. Rồi bạn mở ra bạn. Mình rất thích là claim những dán có logo nữa các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 250 tốc cần có hiệu Osen đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.